kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng đến với bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Mỹ Linh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin tối nay. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Vừa đưa vào sử dụng nhưng một số đoạn kè chắn sóng ở xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bị hư hỏng, khiến người dân lo lắng về chất lượng công trình. Cùng với chung cư mini, các hộp ngủ sleepbox đang được nhiều người trẻ thu nhập thấp lựa chọn mà bỏ qua các nguy cơ về mất an toàn cháy nổ. Thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã hứng chịu mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay là 52,9 độ. Lần đầu tiên trong 10 năm qua, các dược sĩ Pháp đã tiến hành đình công để phản đối tình trạng khan hiếm dược phẩm. Thưa quý vị, chiều nay 31 tháng 5, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão. Đây cũng là cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão 2024 có tên quốc tế là Maliksi. Theo cơ quan khí tượng, dù không tác động trực tiếp đến đất liền của nước ta, tuy nhiên ảnh hưởng của bão sẽ gây mưa cho nhiều khu vực trên cả nước. Chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Đến 1 giờ ngày 1 tháng 6, tâm bão ở trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đến 13 giờ ngày 1 tháng 6, bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với vận tốc khoảng 10 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Khả năng trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, tức ngày 1 tháng 6, thì cơn bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp, tan đi trên khu vực đất liền của Trung Quốc. Như vậy, khả năng cơn bão số 1 này hầu như ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, bão số 1 cũng gây ra cái gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 ở trên khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Ngoài ra, thì khu vực phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển giữa Biển Đông, khu vực biển từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau đó mạnh lên thành bão, nên trong ngày hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước đã có mưa rông, tình trạng ngập úng cục bộ đã diễn ra, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ cũng có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng từ 20 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều ngày 30 tháng 5 trên địa bàn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã xảy ra trận lũ ống cuốn trôi hai anh em trong cùng một gia đình. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của các nạn nhân. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, trận lũ đã cuốn trôi hai anh em ruột là Hầu A Túc sinh năm 2001 và Hầu Thị Mơ sinh năm 2012, cùng trú tại thôn Khâm Dưới, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cả hai gặp nạn khi đi qua suối Khâm. Lực lượng chức năng địa phương đã huy động hơn 100 người tìm kiếm nạn nhân. Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5, thi thể của Hầu A Túc đã được tìm thấy cách nơi bị lũ cuốn khoảng 500 mét về phía hạ lưu. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, thi thể Hầu Thị Mơ được tìm thấy. Các cơ quan chức năng đã thực hiện các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường ven biển ở xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư 220 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, bắt đầu thông xe kỹ thuật ngày 29 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, sau đó một số đoạn kè chắn sóng đã bị hư hỏng và đơn vị thi công phải bóc dỡ để làm lại. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Công trình liệu có hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay để phục vụ công tác phòng chống thiên tai hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo tìm hiểu của phóng viên VTC14, tuyến đường ven biển từ kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, dài 2,1 km, vừa thông xe kỹ thuật vào ngày 29 tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, đến ngày 4 tháng 5, đoạn kè chắn sóng dài khoảng 10 mét thuộc địa phận thôn 1, xã Hoàng Trường đã bị sóng đánh sập. Trao đổi với phóng viên VTC14, đại diện nhà thầu là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Tuấn Linh cho biết, trở ngại trong quá trình thi công là thủy triều dâng cao, sóng đánh mạnh vào bờ và tác động đến mái kè. Trước thực trạng bờ kè bị sụt lún, không đảm bảo an toàn,
công ty đã chỉ đạo công nhân bóc gỡ từng phần kè để thi công lại. Sự cố thì là do vấn đề là công trường phải thi công vào lúc phụ thuộc vào thủy triều. Đâm ra anh em làm đêm thì các cái vấn đề về kỹ mỹ thuật có những chỗ chưa đạt. Thì có một đoạn chưa đạt nên công ty cũng đã cho tháo dỡ toàn bộ ra để thi công lại để cho nó đạt yêu cầu và kỹ thuật mỹ thuật hơn. Qua cái sự việc vừa rồi, công ty cũng đã rút ra được cái kinh nghiệm là bố trí thời gian và cái phương án làm nó phải tốt hơn. Bởi vì mình đã sử dụng bị một lần rồi thì mình cũng có những cái kinh nghiệm và những cái rút bài học rút ra để cho chúng ta có thể thi công tốt hơn. Cũng theo ông Nam, đến thời điểm này, công trình đã đạt khoảng 70% tiến độ. Đơn vị thi công đã trồng cây xanh, huy động nhân lực, máy móc để đổ đất, tiến tới lát vỉa hè. Hiện nay còn khoảng 400 mét tường kè chưa hoàn thiện và đang được công ty tập trung nhân lực triển khai gấp rút để hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Cái kỹ thuật ở đây thì có làm theo cái phần con nước biển thì nó khó khăn. Thứ nhất là nước biển mặn và mòn thì công trình có sử dụng các cái nguồn vật liệu như bê tông, bê sun phát và rất chi là nghiêm ngặt trong các vấn đề kiểm tra các cái chất lượng của các vật liệu. Và còn lại phần mái kè thì là phụ thuộc vào con nước và thủy triều rất lớn. Nên là công ty đang sắp xếp rồi cho anh em tổ chức làm đêm, thường thì từ 2 giờ đêm cho đến trưa thì anh em sẽ kết thúc. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Trường cho biết tuyến đường ven biển kênh Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối giao thông cũng như phòng chống thiên tai của địa phương. Rộng 34 mét và dài 2,1 km. Thì ngoài cái việc phục vụ để kết nối các cái tuyến điểm du lịch của cái khu du lịch Hải Tiến về với khu du lịch Flamingo Hoàng Trường, thì cái tuyến đường này cũng được xây dựng một cái tuyến bờ kè kiên cố. Có thể nói cái tuyến bờ kè này thì nó phục vụ được cả cái lợi ích cho cái phòng chống thiên tai, bão lũ cho chính người dân của Hoàng Trường. Trong cái khoảng 2,1 km này thì bên trong là có tới hơn 10.000 người dân của Hoàng Trường sinh sống, cũng cảm thấy nó yên tâm hơn trong cái việc là phòng tránh các cái thiên tai bão lũ. Liên quan đến sự cố sụt lún, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hoàng Hóa cho biết nhà thầu tự bỏ kinh phí để thực hiện vì hạng mục này thi công chưa đảm bảo nên trách nhiệm của nhà thầu là phải sửa chữa. Đặc biệt, chủ đầu tư cương quyết nếu đơn vị thi công không đảm bảo chất lượng thì sẽ không nhận bàn giao dự án. Mới đây, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tổ chức trẻ em rồng xanh tiến hành giải cứu thành công hai nạn nhân nữ bị lừa bán ra nước ngoài đưa về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Hai nạn nhân đều sinh năm 2005, là người dân tộc Phù Lá, đều trú tại xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Theo lời kể của nạn nhân, cuối năm 2019, vừa học hết lớp 2, người này đã bị lừa bán qua Trung Quốc, sau đó qua Myanmar. Tháng 12 năm 2023 thì bị bán sang đặc khu bò kẹo của Lào. Tại những nơi bị bán, nạn nhân bị ép buộc làm việc, bị đánh đập, ngược đãi thể xác, tinh thần và không được trả tiền công. Hai nạn nhân sau đó đã làm đơn cầu cứu đến Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Hiện Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ, bàn giao nạn nhân cho Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, tổ chức trẻ em rồng xanh để ổn định tâm lý, trở về với gia đình. Cuộc sống ngày càng hối hả, cư dân từ khắp nơi đổ về các thành phố lớn, mật độ đông đúc khiến nhu cầu về nhà ở ngày càng bức thiết. Các chung cư mini mọc lên như nấm ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, mô hình nhà trọ hộp ngủ mới lạ nở rộ ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua đã xuất hiện tại Hà Nội. Nhiều sinh viên, người lao động tìm kiếm hộp ngủ 2m2 với nhu cầu chỉ cần một chỗ để ngủ. Đúng nghĩa mà bỏ qua những nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, nhu cầu thuê nhà ở giá rẻ ở Hà Nội thì luôn cao. Và để đáp ứng nhu cầu cơn khát thuê phòng trọ giá rẻ thì nhiều mô hình kiểu mới như Sleepbox mọc lên rất là nhiều và dần đã được thu hút khách. Sau đây thì tôi sẽ dẫn quý vị khán giả vào phía bên trong của một căn Sleepbox xem như thế nào. Đây là lối đi vào của một căn nhà cho thuê Sleepbox. Lối vào nhỏ hẹp, bức bí. Căn nhà ghi nhận có 4 tầng, tầng 1, 2, 3 là cho thuê dưới dạng hộp ngủ, tầng 4 là thuê dưới dạng căn hộ khép kín,
một tầng này là có mấy slip box ạ? Một tầng này là 3, 4, 12, 12 slip box này. Mỗi một... Chỉ là 3 phòng. Ừ, đúng rồi, chỉ là 3 phòng. Slip box này tối đa là bao nhiêu người? Slip box này 4 box thì 4, tối đa 4 người. Chứ không được, được ở chung... À không, không được. Chỉ 4 box này chỉ 1 người thôi. Bốc này anh thì khoảng vẫn ở đây thì khoảng buổi trưa bốc của nó rất là rộng đây này, cái chiều này của nó rất rộng luôn, chiều này từ đây ra đây là khoảng 1m3 1m4, chiều dâu sâu của nó là tầm 2m7 2m8, tức là một khi chiều mà để mình nằm ngủ ấy thì là 2m, còn 70 phân 80 phân kia là bên trong là nó có cái tủ bên trong, hình dung không? Đây là coi tủ này, bạn này bạn không phá cửa, đây coi tủ bên trong này. Sâu từ đây ra đây là khoảng 2m7 2m8, tức là có tủ các thứ bên trong, từ đây ra đây là 2m. Đấy. Thì chiều khoang chiều rộng này của nó là 1m4 1m4 chứ đừng nói 1m4 nhưng rất là rộng. Ở đây là bao tiền một tháng ạ? 1.4 triệu một tháng. Bao gồm phí dịch vụ chưa anh? Chưa, một phí dịch vụ 100 nước 100 và điện 4.000 trên đầu người. Hoặc là em bao full thì bao full 1.8 triệu. Mặc dù chủ nhà đã có các biện pháp phòng cháy chữa cháy, thế nhưng cả chục người trong một tầng thì cơ hội thoát thân trong lúc mất bình tĩnh khi xảy ra hỏa hoạn rất khó. Tiếp đến là một khu nhà ở quận Cầu Giấy, đường lên các phòng chỉ có một cầu thang duy nhất. Nhìn thì thiết kế cầu thang quá nhỏ, việc di chuyển thoát nạn sẽ bất lợi. Căn nhà này gồm 8 hộp ngủ trong một phòng, không gian ngột ngạt nhưng giá thuê thì vẫn không hề rẻ, lên đến 1,8 triệu đồng một tháng. Thế ra tháng hình như là hợp đồng là 3 tháng. Bạn thuê ở đây bao tiền một tháng? 1 triệu tháng ạ. Thế ở ngoài này ban công đúng không? Mình chắc thế nhưng mà hình như không được mở cửa. Không được mở cửa ra? Tại sao? Không biết nữa nhưng mà... Khoảng tầng 6 thì có ăn cơm. Dù gặp nhiều bất tiện khi phải sinh hoạt chung cùng một phòng với người lạ, thế nhưng nhiều người vẫn chấp nhận điều kiện sinh sống như vậy. Có những người đã thấy rõ sự nguy hiểm nên không dám ở thêm một giây phút nào. Mình không lựa chọn ở sleep box nữa là bởi vì là khi mà xảy ra hỏa hoạn thì mình sẽ rất khó để thoát thân khi mà có cháy xảy ra, bởi vì là cái không gian nó rất là hẹp và số người cũng rất là nhiều, nên là khi mà có hỏa hoạn xảy ra thì không có gì có thể đảm bảo cho mình có thể sống sót trong cái hỏa hoạn đó. Và các sleep box thì đa phần cái chất liệu họ sử dụng là gỗ và vải nên là sẽ dễ bắt cháy rất là nhanh, nên là mình lựa chọn là sẽ không ở đấy nữa. Với những lời quảng cáo, mời gọi hấp dẫn, mô hình kinh doanh sleep box vẫn luôn chật kín phòng. Tuy nhiên, đây không thể xem là nơi mang đến cuộc sống an toàn cho người dân. Bản tin nhật ký cuộc sống tiếp tục với một nội dung đáng chú ý. Nhiều chị em mách nhau hoặc là tin theo các quảng cáo trên mạng xã hội để đi làm đẹp, dẫn tới gặp các tác dụng không mong muốn hoặc tai biến biến chứng. Thời gian qua, các cơ sở y tế đã tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân nhập viện với lý do trên. Thông tin này mới được Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương đưa ra tại Hội nghị Da Liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 7 đang diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Danh, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị do gặp phải các tác dụng không mong muốn hoặc tai biến sau khi thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật liên quan đến thẩm mỹ. Đa phần các bệnh nhân đều thực hiện tại các cơ sở không uy tín, không được cấp phép, hoặc người thực hiện không phải là bác sĩ có chuyên môn về thẩm mỹ, giải phẫu. Nhiều bệnh nhân còn cho biết họ nghe lời người quen mách hoặc tin các quảng cáo trên mạng xã hội nên tìm đến các cơ sở trên. Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương cũng cho biết các tai biến và bệnh nhân gặp phải rất đa dạng, có thể liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ hoặc liên quan đến các kỹ thuật khác như tiêm filler, tiêm botox, peel da. Lo ngại hơn, việc xử lý, điều trị các ca tai biến sau khi làm thẩm mỹ gặp khá nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, tại Hội nghị Da Liễu Thẩm mỹ Toàn quốc lần thứ 7, các chuyên gia đến từ trong và ngoài nước đã thông tin nhiều ca bệnh thực tế, chia sẻ kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị và xử lý các tai biến liên quan tới thẩm mỹ. Hội nghị có 15 phiên khoa học với hơn 70 báo cáo chuyên môn, trong đó có 8 báo cáo quốc tế là các chuyên gia da liễu thẩm mỹ đến từ Ý, Thái Lan, Singapore, Malaysia. Các chuyên gia uy tín trong nước và quốc tế cũng đã tập trung thảo luận nhiều xu hướng làm đẹp mới của ngành da liễu thẩm mỹ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm,
chia sẻ các thông tin cập nhật mới liên quan trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ nhằm đem lại hiệu quả, đảm bảo tính an toàn cho người bệnh, cho khách hàng. Liên quan đến vụ cháu bé 4 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh, ngày 31 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế và khởi tố hai cô giáo ở trường mầm non Hồng Nhung. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1965, trú tại tổ 1, phường Quang Trung, tài xế đưa đón học sinh về tội vô ý làm chết người, quy định tại Điều 128 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan cũng ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1966, trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân, và Đoàn Thị Nhâm, sinh năm 1998, trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, là giáo viên phụ trách lớp học của trường mầm non Hồng Nhung, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự. Trước đó vào hôm qua, Phương Quỳnh Anh, giáo viên phụ trách đưa đón học sinh, đã bị tạm giam về tội vô ý làm chết người. Sau 10 ngày khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở, ngành đường sắt đã thông tàu kỹ thuật hầm đường sắt Chí Thạnh ở Phú Yên vào trưa ngày 31 tháng 5. Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày, chuyến tàu mang số hiệu ASI-22 với 23 toa tàu có tải trọng 939 tấn đã di chuyển an toàn qua hầm đường sắt Chí Thạnh với vận tốc 5 km/h. Đến chiều, tàu khách cũng đã di chuyển qua an toàn. Trước đó, hầm đường sắt Chí Thạnh nằm trên tuyến đường sắt Bắc Nam đã bị sạt lở từ sáng 21 tháng 5, gây ách tắc giao thông trên tuyến. Ngành đường sắt đã phải dừng nhiều chuyến tàu Bắc Nam để khắc phục sự cố. Với tàu khách, ngành đường sắt tổ chức trung chuyển hành khách bằng đường bộ giữa hai ga ở hai đầu hầm, cách nhau hơn 40 km. Hệ thống đường sắt Bắc Nam của Việt Nam đã qua hơn 100 năm hoạt động, nhiều hạng mục đã xuống cấp, nhiều hầm qua núi khu vực miền Trung dễ sạt lở. Sau nhiều lần trễ hẹn, dự án mở rộng tuyến đường Âu Cơ - Nghi Tàm đang được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội và các nhà thầu gấp rút thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước 30 tháng 6. Đối với nhiều người dân, sự mong đợi được thể hiện rõ bởi suốt thời gian qua, họ đã phải sống chung với cả ùn tắc và khói bụi tại tuyến đường này. Khu vực nút giao Xuân Diệu đến khách sạn Thắng Lợi thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm, làm ảnh hưởng đến người dân. Ghi nhận tại nút giao này, nhân công cùng máy móc đang cố gắng hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ để giải quyết phần nào tình trạng trên. Người dân quanh khu vực cũng đã cảm nhận được sự tích cực này đem lại. Với ngày trước ấy, thì là nó rất là tắc, nhưng mà so đến bây giờ thì nói chung là đường nó thoát rồi, nó không tắc như ngày xưa nữa, chỉ có ùn ứ một lúc coi như là đi người dân người ta cao điểm người ta đi làm thôi. Bây giờ chị đang thấy nó thông thoáng hơn, không biết là bao giờ mới thông đường để mà giao thông nó được thông thoáng và thuận tiện hơn, nó không bị tắc. Đoạn từ chợ Hoa Quảng An đến nút giao đường Lạc Long Quân có chiều dài khoảng 1,6 km. Tại đoạn này, hai làn mở rộng đã hoàn thành. Phần đường cũ đến nay đang thi công kết cấu nền mặt đường được khoảng 300 mét. Trong đó, đoạn 1,6 km này đang đào bóc mặt đường cũ, đắp nền bằng với cao độ của toàn tuyến. Khu vực này, nhà thầu cũng đang tăng cường máy móc thực hiện đẩy nhanh tiến độ. Tiến độ tốt phết đấy. 3-15 người mà tốt làm mẫu đường. Quãng độ khoảng 2 tháng thì tắc lắm. Bây giờ là đỡ rồi, bây giờ là thông được hai làn đường rồi, nó tăng nhiều đỡ nhiều rồi. Bây giờ ngày trước là cái tầm 5 rưỡi, 7 giờ sáng là tắc ùn luôn. Lưu thông thoải mái, cũng chưa đến nỗi là ùn tắc lắm. Trọng là phải xe tải lớn hoặc là xe công, xe đầu kéo là không có đi vào đây được. Nếu mà đi vào đây được là cũng gây ra ùn tắc cũng nhiều đấy. Theo kế hoạch, dự án mở rộng đường Âu Cơ sẽ hoàn thành và thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 6. Đây là đoạn thứ hai của dự án được thông xe sau 250 m, đoạn từ nút giao Xuân Diệu đến trước khách sạn Thắng Lợi. Với nhiều người dân, dự án hoàn thành là niềm vui rất lớn. Chị rất hay đi lên đây, thỉnh thoảng là lên mua hoa. Thế nhưng mà đến cái thời điểm mà nó làm, chị thấy xây dựng nó quá là lâu và đường nó bẩn, bụi bẩn, nó có ảnh hưởng rất là nhiều. Cá nhân chị thì chị cũng muốn là được thông đường sớm để đi lại nó thuận tiện và cảnh quan thì nó đẹp hơn.
Nó như thế là chúng tôi rất ủng hộ và vui mừng. Đấy, cho nên là mong các cơ quan thi công cho nó nhanh chóng để dân chúng tôi được, nói chung là nó tốt hơn. Là tuyến đường quan trọng ở cửa ngõ Tây Bắc thủ đô, dự án mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm sẽ giúp giải tỏa ùn tắc, bảo đảm giao thông kết nối trung tâm Hà Nội với cảng hàng không quốc tế Nội Bài và được xem là con đường huyết mạch trong thời gian tới. Thưa quý vị, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý văn minh đã được áp dụng từ rất lâu trên thế giới, đóng vai trò hữu hiệu trong các biện pháp nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện. Và mới đây, nội dung này lại được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 với nhiều ý kiến tán thành ủng hộ, cho rằng đây là một biện pháp quản lý văn minh hiện đại, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế số, xã hội của đất nước. Làm nghề lái xe taxi nhiều năm, giấy phép lái xe đối với chị Vân Anh là vật bất ly thân. Chị luôn cố gắng di chuyển cẩn thận nhất có thể, bởi nếu vi phạm giao thông mà bị thu bằng lái thì cũng đồng nghĩa với việc chị phải nghỉ làm một thời gian dài. Tham gia giao thông trên đường là không thể không có bằng lái. Nhất là kinh doanh với cái loại hình taxi như bọn chị là liên tục di chuyển trên đường, tính điểm với bằng lái để bọn chị có vi phạm lần thứ nhất hay lần thứ hai thì vẫn tạo điều kiện cho bọn chị đi làm tiếp tục, không thể gián đoạn công việc, nên làm. Ở góc độ quản lý nhà nước, các chuyên gia cho rằng đây là giải pháp đánh mạnh vào ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện, vừa có tác dụng gian đe mạnh mẽ hơn so với các hình thức xử phạt bổ sung đang áp dụng hiện nay như tịch thu bằng lái, vừa đảm bảo được công tác phát triển kinh tế, xã hội, không gây khó khăn cho người dân. Xử phạt, rồi là việc thời hạn để thi lại, rồi cái việc tổ chức thi lại, tất cả là nó đều nhằm vào cái mục đích là tăng cường cái ý thức của người điều khiển phương tiện. Thế còn nếu để tránh những cái trường hợp là ảnh hưởng đến cái sinh kế, ảnh hưởng đến cái thu nhập của cái người lái xe chuyên nghiệp, thì cái cách tốt nhất là các anh phải chấp hành nghiêm chỉnh cái luật giao thông. Và nếu các anh chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông thì làm sao mà có thể trừ điểm của anh được, và anh rõ ràng là anh không bị trừ điểm, anh không phải đi thi lại. Tại sao cái giải pháp này lại có hiệu quả như vậy? Là bởi vì là khi mà người lái xe bị phát hiện và bị tích điểm lần đầu, ví dụ như là 3 điểm hoặc 6 điểm, thì họ luôn luôn nhớ trong đầu là mình sẽ phải lái xe an toàn hơn. Bởi vì nếu như mà mình vi phạm tiếp theo, có thể mình phải đi học lại, có thể mình phải đi thi lại. Và chính cái điều đó làm cho người ta rất chủ động, rất tuân thủ. Và điều đó thể hiện cái tính giáo dục, nhân văn, răn đe rất là tốt. Mới đây, tại chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đã đánh giá rất cao về phương pháp quản lý văn minh này. Thứ nhất, mỗi năm trung bình có khoảng 500.000 giấy phép lái xe bị thu giữ, cũng đồng nghĩa với việc có 500.000 người phải tạm dừng hoạt động điều khiển phương tiện, gây khó khăn cho việc đi lại, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, khi mà bằng lái với họ là vật bất ly thân. Thứ hai, hiện nay có những lỗi vi phạm có thể tước giấy phép lái xe đến 2 năm. Điều này dẫn đến tình trạng bỏ giấy phép lái xe gây lãng phí xã hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng để biện pháp này thực sự hiệu quả khi áp dụng thì cần có sự công khai về lỗi và điểm trừ. Đồng thời, cần có hình thức thông báo ngay lập tức cho chủ giấy phép lái xe, qua đó có biện pháp điều chỉnh hành vi kịp thời. Đặc biệt, việc trừ điểm, cộng điểm cần được thực hiện tự động, đảm bảo công khai, minh bạch. Để đảm bảo khi luật thông qua được triển khai có hiệu quả thì đề nghị chính phủ ban hành các quy định cụ thể về thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện trừ điểm và trừ bao nhiêu điểm cụ thể đối với từng lỗi vi phạm. Về thủ tục trừ điểm, phục hồi điểm thì phải đảm bảo đơn giản, phù hợp, tránh phiền hà cho người dân theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hệ thống dữ liệu. Điều này sẽ không phát sinh tiêu cực, không chồng chéo với các hình thức xử phạm hành chính khác. Theo phương án dự kiến thì người lái xe vi phạm tùy theo tính chất, mức độ của hành vi có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm. Trường hợp bị trừ hết điểm, người được cấp giấy phép lái xe phải tham gia kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm của giấy phép lái xe. Sáng 31 tháng 5 theo giờ Việt Nam, tại thành phố Minneapolis thuộc bang Minnesota của Mỹ đã xảy ra vụ nổ súng làm 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Theo giới chức địa phương, trong số những người thiệt mạng có một cảnh sát và nghi phạm. Vụ việc xảy ra khi cảnh sát được gọi đến để ứng phó với một vụ nổ súng trên đại lộ Blaisdell. Sau cuộc đấu súng với nghi phạm, hai cảnh sát đã bị trúng đạn và được đưa vào bệnh viện gần nhất, nhưng một người đã không qua khỏi. Nghi phạm cũng bị thương nặng và tử vong sau đó. Vụ xả súng cũng làm 3 người khác bị thương, trong đó có một lính cứu hỏa. Trên mạng xã hội X, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz khẳng định, chính quyền bang sẵn sàng cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Công đoàn đại diện cho hàng chục ngàn nhân viên làm việc tại hãng điện tử Hàn Quốc Samsung Electronics mới đây cho biết sẽ tổ chức đình công vào tuần tới nhằm yêu cầu tăng lương. Nếu được tiến hành, đây sẽ là lần đầu tiên nhân viên của Samsung Electronics đình công kể từ khi hãng thành lập vào năm 1969. Công đoàn NSEU có gần 28.000 thành viên, chiếm khoảng 20% trong tổng số 125.000 nhân viên của Samsung Electronics. Tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 5 ở thủ đô Seoul, đại diện công đoàn này cho biết các thành viên công đoàn sẽ cùng nhau đình công vào ngày 7 tháng 6 tới. Ban lãnh đạo Samsung đã gặp bế tắc trong các cuộc đàm phán với công đoàn về tiền lương từ tháng 1 năm 2024, nhưng hai bên đều không thể thu hẹp bất đồng. Giới quan sát lo ngại nếu thật sự xảy ra, cuộc đình công có thể tác động đến hoạt động của Samsung. Đây là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới và cũng là một trong những công ty sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới. Cùng ngày, tập đoàn điện tử Samsung cho biết, hai nhân viên tại một trong những nhà máy sản xuất chip của hãng tại Hàn Quốc mới đây đã bị phơi nhiễm phóng xạ. Chính phủ Hàn Quốc đang điều tra vụ việc này. Lần đầu tiên trong 10 năm qua, các dược sĩ Pháp đã tiến hành đình công để phản đối tình trạng khan hiếm dược phẩm. Vụ việc đã khiến 90% hiệu thuốc ở Pháp dừng hoạt động. Đình công diễn ra sau vài ngày các công đoàn dược sĩ dán áp phích và gửi thư điện tử thông báo việc đóng cửa các cơ sở phân phối thuốc trên cả nước. Do ảnh hưởng của đình công, khoảng 90% hiệu thuốc trên khắp nước Pháp đã đóng cửa trong ngày 30 tháng 5. Trong đó có những khu vực tất cả các hiệu thuốc đều đóng cửa. Chính quyền một số địa phương đã phải trưng dụng một số địa điểm thay thế để đảm bảo dược phẩm vẫn được cung cấp ở quy mô tối thiểu theo yêu cầu của pháp luật. Theo số liệu của các tổ chức thương mại, khoảng 2.000 hiệu thuốc trên cả nước Pháp đã đóng cửa trong 10 năm qua và chỉ còn lại khoảng 20.000 hiệu thuốc vẫn hoạt động. Các công đoàn cũng lo ngại về kế hoạch của chính phủ tạo điều kiện cho việc bán thuốc không kê đơn trực tuyến. Các dược sĩ còn muốn tăng lương từ năm 2025 trong bối cảnh lạm phát làm tăng chi phí. Nắng nóng kỷ lục đang thiêu đốt nhiều khu vực tại Ấn Độ trong những ngày qua. Đặc biệt là thủ đô New Delhi đã hứng chịu mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận từ trước đến nay là 52,9 độ. Hàng triệu người dân Ấn Độ đang tiếp tục hứng chịu cái nắng như thiêu như đốt trong đợt sóng nhiệt kéo dài nhiều ngày qua. Đỉnh điểm là nhiệt độ ở vùng Delhi đạt ở mức cao kỷ lục 52,9 độ C tại khu vực Mungespur vào ngày 29 tháng 5. Trong khi các khu vực phía Tây Bắc và miền Trung của Ấn Độ đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng trong nhiều tuần. Nhiệt độ đã lên mức cực cao, ra đường cứ như có người tát vào mặt vì nóng rát, sống ở Delhi bây giờ khó khăn quá. Đã có ít nhất một ca tử vong do nắng nóng được ghi nhận ở thủ đô New Delhi, trong khi số người nhập viện do sốc nhiệt liên tục gia tăng. Các đợt nắng nóng đặc biệt có vấn đề nếu chúng kéo dài hơn, bởi cơ thể con người sẽ không có thời gian để phục hồi khi thời kỳ nắng nóng cực độ kéo dài. Khi tình trạng nóng lên tiếp tục diễn ra trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu vực này, những đợt nắng nóng cực độ vào mùa hè sẽ trở nên thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Điều này làm tăng gấp 3 lần về mặt tác động đến sức khỏe cộng đồng trong thời kỳ nắng nóng khắc nghiệt. Cơ quan thời tiết đã ban hành cảnh báo sóng nhiệt ở Ấn Độ từ tuần trước. Ấn Độ định nghĩa sóng nhiệt là khi nhiệt độ cao nhất cao hơn bình thường 4,5 cho đến 6,4 độ C và sóng nhiệt gay gắt là khi nhiệt độ cao hơn bình thường từ 6,5 độ C. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.